Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em mèo của mình vừa mới đẻ được một em baby nha. Này đây mẹ mẹ, đây em baby ở trong nè. Đó. Em baby ở trong rất là dễ thương nha. Wow, không biết còn đẻ em nào nữa không à. Nhìn cái bụng nó hơi bự. Đây, em baby nè. Em baby đang Mình bú để mẹ sữa tâm nè. thế vào. Ừ đúng rồi, mẹ tâm thể. Em baby đang mèo tâm thể đây các bạn. Màu đen nè, màu trắng nè, màu vàng nè. Mấy bạn nhớ là mình đừng có rờ vào em mèo con nhiều nha. Rờ em mèo con nhiều là hôi ổ, là em mèo mẹ sẽ ôm em mèo con đi chỗ khác nha. Trời ơi. Giờ lên coi. Ô em mẹ con đang bú sữa kìa. Nè Bé nè. Nè đang bú sữa kìa. Liêu xấu hổ đi nào bú con. sữa kìa. Ừ, đó, mẹ mẹ đang ấm cho mẹ con ấm Ta có cái bong bóng. Oh my god. nè. Ừ, mẹ con đang bú sữa kìa. Nè, Tỉnh mẹ với con quá. em mèo của mình mèo trắng mà đẻ ra em mèo tâm thể vú này yếu Ba, ngày mai đi mua dung dịch về làm nè. sao đi ba? Rồi để cho em mèo ngủ, em mèo cho em mèo con ngủ cho nó mau lớn nha. Em mèo con nhìn cưng quá. Em hôm nay mình phát hiện ra em mèo con hồi bữa giờ đẻ mà mình không biết luôn, mình nghe meo meo. Em mèo con này dễ thương chưa. Rồi chúc các bạn ngủ ngon, ngày mai em mẹ con dậy mình sẽ quay tiếp em mẹ con nha.